Đây là tiếp theo cái phần ăn sáng ở khách sạn Marriott ngày mùng 4 Tết phần 2. Hồi nãy đang quay live cái tự nhiên nó đem nó disconnect, là mất cái kết nối wifi đi. Bây giờ quay xong rồi upload lên mạng. Cái này là bánh mứt. Cái này là mứt gì không biết luôn. Ăn riết cái ngán rồi. Ba cái ngọt này nó tiểu đường chết được. Rồi bánh chưng, bánh dày, bánh tét. Đây là cái súp gì đây? Cái súp Hàn Quốc. Đây là cái rế nhấc nồi của ông bà xưa của mình, nhớ không? Ai có nhà ở dưới quê nhớ mấy cái rế nhấc nồi này không? Để cho nồi cơm, để cái nồi vô nó không có bị nóng á. Mấy cái hũ dưa nè, đậu khô be ngâm, rồi kim chi đu đủ, rồi kim chi cải thảo, rồi cái này là nấm đông cô, rồi chanh cam, gừng, mứt cóc, xoài, hay là cà rốt, củ cải đỏ, củ cải trắng, củ hành, củ cải trắng, cà tím, dưa, cà gì, củ hành tím, tỏi với tiêu, tàu hũ với rong biển, cho cái với hành lá, cho cái súp milu, súp miso. Cái này là nấm mèo cắt ra rồi bột, rồi chứa ban phước trên từng hũ dầu, hũ rượu, hũ gia vị. Này là nấm đông cô sấy khô để trang trí. Cái bánh chưng đó là để trang trí. Từng trái bưởi ở đây đều bao bọc lại rất là đẹp. Hũ gạo, quầy bánh mứt giống gánh, rế rổ. Để coi cái anh bên đây là làm cái gì. Bên đây là cơm trắng. Anh muốn ăn cơm trắng cũng có. Cơm trắng, gia vị, chanh, tiêu, ớt, hành, nấm. Gia vị này là của Hàn Quốc. Nguyên một quầy gia vị của Hàn Quốc. Bên này là anh này anh làm về sushi. Sushi của Nhật Bản. Anh làm sushi. Xin chào. Good morning. How are you today? Good, how are you? Do you like your job? Professional. I learned your job. I don't know how to draw it. Nén vô chặt rồi lật nó ra, rồi nén tiếp rồi lật nó ra. Còn cái ni lông đó là để cho nó đừng có dính vô cái tre thôi. Hồi đó con bé kia nó dạy cô là quấn luôn cái ni lông vô. Cô nói nếu vậy là mình ăn rồi mình nuốt luôn cái ni lông mình chết à. Nói ra là cái ni lông chỉ để cho nó không dính thôi. Còn dao là mình nhúng nước ha em. Nước thôi chứ không phải loại rồi ha. Không phải nhúng dầu ha. Hay. Cơm nó đỡ dính rồi. Cái cách cắt kìa hay không? Cắt xong cái dịnh lại cho nó thẳng đó. À, tôi biết cách làm sushi rồi đó. Con cô nó thích ăn sushi lắm. Mình hay cắt gói của anh này không? Em có để mango có xoài chín nữa hả? Dạ, xoài này hồi nãy cắt như nhờ cắt dùng cái tay chứ không phải là để vô nhân hả? Dạ. Nhân là dưa leo, củ cải. Anh chưa biết hả? Bột như này. Khách ở đây mặc áo dài, dễ thương lắm. Mấy em bé trai mặc áo dài, mấy em bé gái cũng mặc áo dài. Về Việt Nam ăn Tết vui quá chú ơi. Cái anh này thì ảnh lo trái cây, mận, đu đủ, khóm, thanh long.
như vậy. Bên này thì đồ Tây. Hết giờ ăn sáng rồi, người ta chuẩn bị dẹp rồi. Mình ăn xong mình mới đi quay đây. Ủa cái này là gì, giống như cái con heo hả gì vậy? Giống như cái miếng heo. Em cho chị hỏi, cái này cái gì vậy em? Hả? Ham. Black ham. Black ham. Pork. Pork. Thịt heo không khói. Thank you. Salad. Salad son. Salad tím. Salad, salad. Salad. Theo kiểu của châu Á. Xuống tàu cruise á, thì ăn buffet của tàu cruise theo kiểu châu Âu nhiều. Mà châu Âu giả châu Á cũng hay lắm. Cái này là chanh dây. Chanh dây. Chanh dây. Đây là trái chanh dây nè. Cắt đôi ra đó. Việt Nam nên phở nữa, anh nấu phở nữa nè. Trụng nước sôi, cái nồi nước súp là riêng, còn nồi nước trụng là riêng. Rồi anh ta mới bắt đầu bỏ vô cái tô. Anh ta mới bắt đầu bỏ nước súp. Do you like spicy, huh? Yes, yeah, spicy. I like spicy. It's so hot. Yeah. Hot guy. You are hot guy. Cái gì mà nó tanh kinh khủng. Trời ơi, làm cái măng nè. Thịt heo kho măng nó thúi quá luôn. Cái này là tàu hũ chiên. Cái này là cơm chiên. Cái này là mì xào. Cái này là rau cải luộc. Cái này bắp cải trắng xào. Còn cái quầy bên này có người ta chuẩn bị dẹp hết rồi. Mình quay lẹ lẹ để người ta dẹp hai. Cái quầy này là quầy cái gì đây? Canh cải bẹ xanh nữa nè. Oh, có đồ ăn Việt Nam nữa, có cháo trắng nữa. Tây ta gì có đủ. Cái này là chi. Chi. Củ gừng, gánh khóm. Cái này là gà. Gà quay. Anh để làm nguyên con gà nè, anh sẽ làm nguyên con gà. Ủa tới giờ. The time's close. Xin chào. Dạ, yeah, hết giờ rồi, cũng cắt ra nữa hả? Vâng, em thấy chị đứng đây là em làm chị, tại vì chị đang còn đứng đây em phải làm. Ờ thôi thôi, chị đi đi. Chị chị quay video thôi, cảm ơn em. Không có gì đâu. Đây là nó thấy khách đứng là nó phải làm, phải biểu diễn. Mình đứng quay cái nó đem nguyên con gà ra nó cắt luôn. Cuộn. Ớt khô, mấy cái này để trang trí thôi đó. Mấy cái củ này là để nấu phở, nấu bún màu Huế rồi nè. Cái này là cái củ gì ta? Củ này của gì không biết nha. Củ này tên gì em? Củ này là su hào. Su hào. Củ này xuất là... hoa từ ngoài Bắc mà đây mà em mua ở Đà Lạt. Ăn giống củ su không? Ăn giống củ su bình thường không? Không, cái này ăn ngọt hơn và cứng hơn.
Ngon hơn không? Ngon hơn. Cảm ơn em. Cái này là hộp dưa mứt bí đó. Đó, mứt này mứt dừa. Mứt dừa ăn thử. Cũng ngắt cũng cầm vậy cha nội. Bí rợ. Trả lại nè, ăn miếng mứt dừa cứ ngắt à. Nó để nó chưng lâu quá rồi. Rồi hết quầy rồi đó. Mình lấy miếng muốn ăn mình ăn nữa. Đây là mấy cô nhân viên phục vụ. Nó thiết kế trang phục ở đây giống như những cái trường ảo thuật đó, nó huyền bí, nó phù thủy đó. Nhưng mà nó kết hợp với lại châu Á.